Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Gốc Liverpool Đi ăn của mình. Thời gian qua mình có một số việc cá nhân nên không thể lên bài điều cho anh em được. Rất mong anh em thông cảm. Ở clip này, mình xin nói về sự chuyển đổi về chiến lý của huấn viên đã thay đổi Liverpool 2.0 như thế nào. Mình xin mời anh em cùng nhau tham khảo nhé. Kể từ khi Jurgen Klopp ký hợp đồng với Liverpool vào năm 2015, ông đã đưa chiến lý Gerd Pressing của mình đến với Liverpool với phong cách chơi ở nhịp độ và cường độ cao của mình. Tuy nhiên, gần đây phong cách của ông đang thay đổi rất nhiều sau 8 năm ở Liverpool, chúng ta cùng xem sự thay đổi đó là gì, tại sao chúng xuất hiện và sự thay đổi đó phù hợp với bối cảnh hiện tại như thế nào, chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Trong giờ huấn luyện viên thời điểm hiện tại, có hai trường phái về chiến thuật đã được phân ra, đó là Generalist và Specialist Coaching, Mình tạm dịch là chuyên gia và huấn luyện tổng quát. Những huấn luyện viên theo chủ nghĩa tổng quát chỉ tập trung vào chiến thắng, họ có xu hướng thích làm việc với những cầu thủ giỏi nhất thì có, tập trung vào những điều cơ bản, y bàn và giữ sạch lưới và thích nghi với những thách thức của từng đối thủ. Những người như Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho đã thống trị Premier League với cách tiếp cận này. Có lẽ huấn luyện viên hiện đại đang thành công nhất đó chính là Carlo Ancelotti. Ông vẫn đang là một bậc thầy tổng quát tại Real Madrid. Tuy nhiên, với trường phái là các chuyên gia, khi dẫn dắt một câu lạc bộ, họ xây dựng câu lạc bộ dựa trên nền tảng đã có sẵn, cùng với các quy hoạch và triết lý dài hạn, xây dựng lối chơi dựa trên những cầu thủ hiện có và thúc đẩy tiềm năng phát triển của các cầu thủ, đồng thời loại bỏ các cầu thủ không còn phù hợp. Dần dần, một đội hình được xây dựng theo một thể thống nhất bất kỳ thương bại nào cũng được sử dụng làm bài học để phát triển tốt hơn thay vì lựa chọn phương án thay đổi theo cách tiếp cận trận đấu ngày càng có nhiều câu bộ sử dụng cách tiếp cận này với nhiều huấn luyện viên như roberto de Zerbi và azepos de đã có những ảnh hưởng gần như ngay lập tức đến premier tuy nhiên với trường phái này giới chủ câu lạc bộ và người hâm mộ cần có sự kiên nhẫn dành thời gian và sẵn sàng tin tưởng vào huấn luyện viên của mình nhưng có một khả năng nữa đã được chứng minh là cũng thành công tiêu biểu là pep guardiola đã cùng man city ở hai kỳ liên tiếp Ông được biết đến với triết lý Tiki Taka khi còn đang ở Barcelona. Tuy nhiên, khi làm việc tại Bayern Munich và Manchester City đã cho phép ông tiếp cận với các quỹ đầu tư dường như không giới hạn và quyền lực mềm để xây dựng đội bóng. Sau đó, ông mới phát triển mỗi năm xung quanh cốt lõi của mình là sử dụng những cầu thủ đa năng có đẳng cấp thế giới. Ở Man City hiện nay gần như rất khác khi so với lúc ông dẫn dắt Barcelona với triết lý Tiki Taka. Quá trình chuyển giao của Klopp, một phần trong quyết định gia hạn hợp đồng với Liverpool của Jurgen Klopp là trách nhiệm của ông trong quá trình chuyển đổi từ đội bóng vĩ đại Liverpool sang một cái gì đó mới hơn. Kể từ đó, hầu hết đội ngũ tuyển dụng và chuyên gia phân tích đã được thay thế, và Oliver Klopp cũng tham gia nhiều hơn vào việc chuyển nhượng trực tiếp của các cầu thủ. Sự điều chỉnh của Oliver chủ Jurgen ở mùa giải 2021 22 Liverpool của chúng ta đã hai lần đánh bại Chelsea ở chung kết Carabao Cup và FA Cup đều loạt lớn lưu. Tuy nhiên, cũng ở năm đó, chúng ta phải nhìn tại giải quốc nội với 92 điểm, đứng sau Manchester City với một điểm ít hơn và nhận thất bại 0-1 tại chung kết Champions League trước Real Madrid. Năm nay với những bài hợp đồng chuyển nhượng gần đây, chúng ta có thể thấy rằng các phương án chuyển nhượng của đội bóng đã có sự biến đổi khác rất nhiều. Chúng ta không mua về những cầu thủ để lấp vào vị trí các cầu thủ khác đã ra đi. Cụ thể như một số cầu thủ được mệnh danh là Van der mới, nhưng không ai thực sự đóng đinh vai trò này ở câu lạc bộ hiện tại. Cudi Gapo được coi là người thay thế Bobby Firmino, nhưng Gapo cũng được sử dụng nhiều ở vị trí hàng tiền vệ. David Nunez là số chín đầu tiên mà club ký hợp đồng, kể từ khi vào đồng của cầu thủ Dominic Solanke vào năm 2016. Việc đại tu hàng tiền vẹn vào mùa hè này đã củng cố thêm sự thay đổi của club. Không ai trong số những cầu thủ mới đến là sự thay thế chính xác cho những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, cả bốn người trong số họ đều là những cầu thủ xuất sắc và tài năng. Dominic Solanke gây ấn tượng với màn chạy chốt mạnh Manchester Chelsea và có những đường truyền tuyệt vời trên đấu với Aston Villa. Cầu thủ này cũng thể hiện chất thép về việc phòng ngự trước Newcastle và khả năng xuất sắc để Matthew Bournemouth, sau đó là Leicester, Alexis McAllister đã thể hiện khả năng chủ pressing và đánh chặn trong vai trò ở vị trí số 6, nhưng anh cũng có những đường chuyền quan trọng lên tới trên trong trận đấu với Chelsea và West ở vị trí đuổi sau này. Wataru Endo đã được sử dụng khi chúng ta cần sự chắc chắn và kinh nghiệm, nhưng anh cũng có những đường phản công tuyệt vời và gần đây nhất là pha kiến tạo cho Sobos Line ở Carabao Cup. Ryan Gravenberg, người vẫn được coi là một lựa chọn ở vị trí thứ 6, anh đã có 3 pha kiến tạo trong 3 trận đấu đầu tiên của mình. Trận đấu gần đây nhất chứng kiến Brighton của huấn viên Roberto De Zerbi tiền đạo Liverpool trên sân nhà. Trước trận đấu, Brighton đã có những tổn thất về lực lượng do chấn thương mà câu lạc bộ này đã không táo trong ba trận đấu gần nhất. Nhưng đội Zerbi đã tung ra sân một cầu thủ chạy cánh ở vị trí ô bên trái và bốn cầu thủ có thi hướng chưa tấn công. Trong khi đó, Liverpool sử dụng sơ đồ 4-3-3 với việc Sobosla chuyển sang chơi vị trí cánh trái hay từ hỗ trợ mang Alistair ở tuyến giữa. Trong khi đó, Harvey Elliott có thể chơi tự do dâng cao hơn vì anh là cánh trái để hỗ trợ cùng với Salah. Điều này cho phép Liverpool pressing với sơ đồ 4-2-4 với Sophus Lai chơi ở trục giữa và dâng cao. Còn với Mark Alister và 4 OV của chúng ta sẽ vô hủy hóa bốn cầu thủ tấn công của Brighton. Sang hiệp 2, Klopp đưa Grand vào sân và chuyển Sophus Lai sang cánh phải sở trường của mình. Điều này không chỉ giúp hạng tiền vệ của Liverpool trở nên mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu hơn, mà nó còn cho phép Alexander Arnold tự do di chuyển vào trong, với Sophus Lai hỗ trợ việc bắt chặt Mitoma bên phía Brighton. Cả ba cầu thủ này sau đó nó kết hợp với nhau tạo ra cơ hội nguy hiểm. Chỉ tiếc là pha kết thúc của Ravenberg lại chúng sàn ngang ở gần và không thành gần như bỏ trống. Ở tình huống đó, Sobosla nhận thấy khi Alexander Arnold có bóng, cầu thủ số 8 chạy chỗ tạo khoảng trống cho Alexander Arnold, kéo bóng lên phía trên, sau đó nhận bóng mà xâm nhập vào vòng cấm, thực hiện một quả tạt hoàn hảo cho Graham ở phía đối diện. Chỉ tiếc là Graham giữ điểm bàn sáng ngang thay vì vào lưới trống. Ở trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa và có một số ý kiến cho rằng nên để Walter ra sân ở hiệp 1, dù ngân Brighton có những pha bóng đánh thẳng vào trung lộ và có những tình huống nguy hiểm. Nhưng thực tế hiện nay có rất nhiều phương án lựa chọn cho huấn luyện ở một trận đấu khác nhau điều đó cho thấy ông đang trở nên tổng quát hơn bao giờ hết. Liverpool 2.0 thực sự không chỉ đơn giản là một tầm nhìn. Đội bóng lữ ăn đỏ bây giờ là một tập hợp của những tài năng tuyệt vời và họ có thể tạo ra những phương án chiến thuật khác nhau tùy từng đối thủ và mỗi phương án được lựa chọn đều có khả năng giành chiến thắng. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại